Yes, 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 yes. Quán của kia. Trời, cái lắm mắt đầu. Cái lóc này cái nhà. Hết hồng nó xử từ đó quạt bóng lên rồi rồi tiếp tục đi về đây hả? Đúng tiếp nữa cái nhà đi cho con xíu à, cả có đang học. Đi giật giật hết. Dính cái là bự á. Cái là bự á. Cái bự cái này. Cái này hả? Ừ, cái này hết hồn cái tay luôn. Cái tay đạp. Nghe mà. Cắm lại đó. Ồ, cái này nó vàng ánh luôn. Cái đồng nó dính một cái này. Vào thấy hết hồn cái này. Tới nhà cả nhà, về giờ chuẩn bị nấu cháo cả nhà. Nấu cháo ăn cả nhà, chuẩn bị giờ nấu cháo. Ăn gạo cả nhà.
cái gạo bây giờ anh em nấu cháo cả nhà, cháo cái lóc hồi nãy nó dính về đêm cả nhà, thấy đũa dữ không? À, cái đũa cái đũa là hết sức cái đũa luôn. Gạo giờ gan đậu mần cá cả nhà, hai cái lóc mà cả nhà, giờ mần hai con cá lóc, cá lóc hết hồn cả nhà, hai cá lóc hết hồn, cá lóc luôn. Hết hồn hai cá lóc luôn. Giờ gan gạo đậu xong cái vàng gạo đậu cái bỏ vô. Cháo đêm nhà coi cái nồi cháo bếp lửa vậy nè cả nhà, cái chảo này, cái chảo rồi cháo của bà Tân của lóc luôn. Bên kia thì đang bằng cá lóc với ếch cả nhà, hết sức chứ, cái nồi cháo của bà Tân của lóc luôn. Tối mấy anh em nấu cháo cả nhà, đi hâm cầu về đây túng cầu. Tới sầu luôn à. Ớt nha cả nhà. Đồ gia vị có sẵn hết rồi. Gộp. Bỏ cái sốt sao cũng được. Mà đang bằng cá lóc nữa mà cả nhà. Ôi, mịt mù luôn. Nắm vô rồi đại nhừ dữ lắm bà ơi, sau này là nhừ lắm. Bỏ cá vô luôn. Con bỏ vô, bỏ hai cá lóc vô, bỏ hai cá lóc vô, bỏ vô cá lóc sống luôn nội ơi, hai ta hàng gì bằng cá lóc cũng chín nổi cá lóc nội. Rồi gai sắc lớp vô luôn. Bằng cá không kịp chết luôn á. Nồi cháo này ăn 3 tấm luôn. Hết sức cái nồi cháo. Bỏ nấm gơm vô luôn, ngon đại. Nấm gơm nãy kìa, xong kìa. Nấm gơm mà ngon quá. Chảo nấm gơm nó sẵn rồi. Mở hành đồ có sẵn hết luôn ạ. Bấm mất vô cho nó chín là ngọt nước này. Bấm mất vô cả nhà. Rồi thấm nước vô. Đổ nước vô luôn. Quá tàu. Gặp vô.
vô luôn. Vô đi nè ơi. Vô lắc vô hả, vô ba cái hành phi đó luôn, nó hôm luôn. Hành phi rồi bỏ sao hả? Hành phi rồi nó bỏ sao với ba cái hành này đó. À bỏ hình là hồi nó cứng quá, ăn đâu mềm quá, ăn đâu ngon. Bỏ cứng cứng hình chứ bỏ hết vô luôn. Hết vô đi, bỏ hết cho mềm đi. Vô hết luôn. Một nồi hết luôn. Màu ớt luôn. Ớt đồ nhà ơi. Chắc đã sang sang như rồi. Ôi ôi. Mời ly luôn. Rồi nó ra đây ngồi đây rồi để chảo vậy luôn, ngồi múc ăn luôn. Chứ đi đâu. Ôi ôi đã. Dán gì ạ? Chưa có lụm được đâu. Chưa. Đâu, đem lên to chứ lụm. Đi chút đi. Cho nó sôi lên. Sôi lên hả tính? Ừ, cái đầu nêm nếm mới thêm nước mắm, tại chưa có nước mắm. Nướng gắn luôn. Còn giống không đồng nướng. Chiên. Đặt chiên nó uống tà. Cho sôi lên nó mới tan đều ra chứ. Hấp dẫn ha. Đúng rồi, nồi chả hấp dẫn này chứ. Này cháu đêm nha cả nhà. Hâm cầu sớm cái rồi dính nó bập luôn. Mướp cây nhà lá vườn không? Đồ cây nhà lá vườn không? Có nồi cháo này không á, nồi cái nhà có cái nồi cháo đang nếm hành rồi bỏ vô hết nè cả nhà. Ôi ôi cái nồi cháo nó bể một cái té cái chết luôn nha đại. Vô rồi vớt cá ra. Rồi vô mà cái nhà ăn cháo luôn nha. Cái nhà có nồi cháo vớt cá. Lấy cái giáp. Ôi, cháo má rồi. Mời cả nhà nha. Dứt dứt đi, dứt. Miếng rau đi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà đi. Dùng cháo phi cả nhà. Hai có đáng chứng đáng đồng tiền. Anh em mình khuya. Ăn vậy thôi chứ không có đòi hỏi gì, ăn khuya ăn vậy thôi. Ăn cái núm nha. Vậy thôi, không có nói đâu. Xuống, ăn. Kệ đó Phi, ăn vậy đi. Để đều đều, từng ăn 2-3 lần gì thôi, chứ đừng ăn nhiều. Đúng rồi nha, đúng rồi nha. Mời cái nhà cái ruột nha, cái ruột mà. Ồ, mời cái nhà nha. Ngon. Vô mở nhà thôi cái đại. Vô đại ơi. Vô cả nhà. Mở cả nhà nghe, vô miếng cá ơi. Cá phi à. Lần nói chuyện bèo hả ai? Bèo. Uống bèo uống lộn. Vô cái nhà ấy. Vô cái nhà. Vô.
cái gỗ khoảng. Cay quá. Bắt không thế à? Muỗng nè. Hành nè các bạn. Ôi mà cái này không? Hai con ăn chưa hết rồi cháo nữa. Rau ăn mấy hiệp rồi. Hai con chưa ăn hết rồi cháo nữa. Ăn đổ mà hơi hộp hả hả? Đổ mà hộp quá. Dìm hàng nữa. Dìm hàng nữa. Đồ ớt ngon á. Đồ ớt ngon nhất. Ờ chán của Khanh à. Để cui luôn. Gào luôn miếng ớt luôn nha. Mà ớt luôn. Này là bao nước luôn phải không? Đừng nói là ăn cháo rau tụng nước cũng được. Đặc quá hả? La quá hả? La quá. Mà phải nấu lỏng vậy mới đúng nè. Chọn nhà mới ngon nè. Mà cái nhà miếng ớt nha. Nước mắm này phải chế thì miếng mắm nó mới ngon. Ừ, chứ mới chạy nước mắm lên. Chạy mắm lên. Ấm mày không? Giờ hết nước mắm lên. Mày cá đâu ta? Ăn hết luôn. Chứ không chắc chắc rồi không nha. Ừ. Đổ. Thì giờ mà sáng không có nhà rồi. Cái này là mình tới 4 con ếch. Ừ. 4 con ếch hả? 4 con ếch rồi. Bé 5 thằng rồi. Ủa, đúng rồi, có 5 con rồi. Nhà nút đi. Nút đi 4 giờ mới về. Sáng mới về. Sáng uống nước trà sáng 6 giờ mới về nhà. Mới bước vô. Ủa còn mới vậy chứ mấy con về. Ngồi thăm nữa không? Thăm thì nữa. Nói vậy thôi chứ. Hết hết anh em à. Hết rồi sao hết được. Gặp thêm biểu tượng rồi. Nó lội tổng á, nó lội lại ha. Nó lội tổng á. Nó ít luôn á. Thôi mình chỉ chia sẻ một chút đi cắm câu cá về đêm rồi nấu cháo ăn cho cả nhà xem thôi nha. Thôi chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà lúc sau. Hết thiệt rồi đó. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con.